trình bày cái về vấn đề mà thật sự ra thì nói đến cao huyết áp thì chúng ta nói người lớn thôi, biết thì ít gặp, tuy nhiên thỉnh thoảng mình cũng có gặp và đặc biệt có những trường hợp mà cần phải cấp cứu. Chính vì cái vấn đề đề tài này thì mình sẽ chọn về vấn đề về tiếp cận và xử trí cao huyết áp nặng ở trẻ em. Thì trước khi mình nói về vấn đề cao huyết nặng thì trước hết mình phải cái khái niệm với định nghĩa. Như chúng ta biết thì cứ khoảng trong vòng vài năm thì những hiệp hội về cao huyết áp trên thế giới, đặc biệt thì là cái hiệp hội về nhi khoa Hoa Kỳ, người ta sẽ đưa ra những khuyến cáo về cái vấn đề, những cái tiêu chuẩn chẩn đoán cũng như cách xử trí cũng như tìm nguyên nhân. Và cái tiêu chuẩn mà mới nhất 2017 do hiệp hội Hoa Kỳ IAB thì người ta đưa ra là một cái định nghĩa cao huyết áp. Tuy nhiên có một số anh chị em thì nhìn lại cái phân độ lần thứ tư của IAB năm 2004, cách đây một cách 13 năm trước, thì thấy có vẻ như là nó hơi khác. Tuy nhiên thật sự ra nó cũng vậy thôi. Người ta thay vì cái chữ mà là trên 5, có nghĩa là định nghĩa cao áp là trên 90, bắt phân bị 99 cộng thêm 5, thì người ta là giờ người ta bắt phân bị 95 cộng thêm 12. Thì thật sự ra giữa bắt phân bị 99 với 95 là trên nhau khoảng 7 đến 8. Chính vì con số 7 đến 8 này cần người ta cộng 5 là 12. Thành thử ra thật sự ra thì cũng y chang vậy thôi chứ không có khác gì lắm anh chị. Thì thật sự ra thì cái công độ 2017 thì mình nhấn mạnh là cao huyết áp, thì trong khi cao áp thì người ta phân độ cũng như người lớn trong độ là huyết áp bình thường thì nó phải dưới cái phân vị 90, thì cao áp là từ cái khoảng phân vị 90-95, có nghĩa là lúc là huyết áp cao chứ không phải là cao áp, huyết áp cao. Còn nếu là cao áp thì người ta sẽ chia phân độ ra là cao áp giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Thì cái nghĩa tại sao người ta chia đồng giai đoạn 1 giai đoạn 2 là cái gì? Có nghĩa là nó sẽ liên quan đến cái bài nói về sau. Có nghĩa là người ta phân độ, nếu mà bệnh nhân là giai đoạn 1 là A từ từ chắc cũng không bị nổi, nhưng mà bệnh nhân nếu cao áp giai đoạn 2 thì anh chuẩn bị đấy, bệnh nhân có khả năng sẽ vô cơn cao áp nặng và có thể biến chứng, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì vậy cái phân độ này mục đích là nằm ở cái chỗ là nhấn mạnh được cái sự tiên lượng và cái điều mình cần phải cũng như là kịp thời chẩn đoán nhanh chóng và điều trị cho bệnh nhân, không sẽ dẫn đến một cái biến chứng rất là nặng là cái gọi là cao huyết áp nặng. Thì qua trước khi qua nói thêm thì tôi cũng nói thêm về cái một số anh chị thì mình thấy cái dạo này mình thấy người ta hay cho đi cái Hunter huyết áp 24 giờ. Đối với những người làm tim mạch thì cái này thì khá là quen thuộc, tuy nhiên đối với một số anh chị đó thì thấy cái này thì không biết nó có ý nghĩa gì và cái mục đích là để người ta làm cái gì. Thì hôm nay tôi cũng nói sơ qua lại nhân cái cơ hội về nói về cao áp. Thì người ta đo huyết áp 24 giờ nghĩa là người ta dùng một cái máy ở đây, cái này là cái massage anh tay đã là trong máy mà người ta ghi nhận tất cả những cái huyết áp trong ngày. Thì ở về một cái chu kỳ trong một ngày đêm, nếu mà chúng ta thức thì cái máy đó người ta trung bình khoảng 20 phút nó bơm một lần, 20 phút bơm một lần. Còn nếu mà khi mà ta ngủ thì nó sẽ 30 phút bơm một lần. Như vậy tổng cộng một ngày đó mình tính trung bình đó khoảng 8 tiếng ngủ đi, còn là 24 tiếng, còn 16 tiếng thức đi thì cỡ khoảng 64 lần. Cái máy nó đo 64 lần như vậy. Thì tự ra khi mà người ta 64 lần thì cái máy nó ghi dần cái huyết áp của mình, và nó căn cứ huyết áp của mình thì nó chia làm ba cái con số mà nó cần phải phản ánh. Thứ nhất là nó sẽ cái huyết áp trung bình, nó sẽ so huyết áp trung bình của tất cả những người đó so với huyết áp trung bình của một cái chuẩn. Nếu mà nó trên 95 đơn vị bích phân thì nó gọi là cao huyết áp. Đó là con số trung bình. Con số thứ hai nó nhấn mạnh là cái gọi là load. Có nghĩa là gì? Cái trong 164 lần nó đo như vậy, có một số lần nào nó trên cái mức độ trung bình hay không? Trên cái trung bình hay không? Ví dụ nếu mà mình nghĩ là nếu trong 64 lần nó đo như vậy mà có 25% trong cái số lần đo mà trên, ví dụ như bệnh nhân này mình sẽ thấy là nó sẽ có cái tần số là slot của nó 68%, systolic là 65, tầm trường tầm thu 68%, tầm trường đó là 55%. Có nghĩa là bệnh nhân này trên 55%, có nghĩa là bệnh nhân này có cao huyết áp rồi. Rồi một cái thông số nữa nó muốn nhấn mạnh là cái gọi là cái dipper. Có nghĩa là thông thường khi mà chúng ta ngủ ban đêm ngủ đó thì huyết áp nó phải tụt, huyết áp nó thấp hơn ban ngày, cái điều đó điều bình thường. Thì trung bình huyết áp nó định nghĩa là nó thấp hơn khoảng từ 13 đến 25%. Tuy nhiên nếu mà thấp hơn dưới 10%,
nó chỉ có không có chênh nhau 10% thì nếu như vậy người ta không không có cái dipper, có nghĩa là không có sự chênh lệch huyết áp giữa ngày và đêm, thì nếu trong những người nào đó có những cái hiện tượng như vậy thì nó cũng là một khả năng cao huyết áp. Thì chính là cái đo huyết áp Hunter 4 giờ thì nó sẽ hỗ trợ cho mình những cái mà tôi đã có ghi trên bảng rồi, thì mấy chị xong học thêm ha. Rồi phần định nghĩa cao gấp nặng, như vậy thì là cái cao gấp thì nếu những thông tin rồi, như vậy thế nào là cao gấp nặng? Giờ vấn đề một em bé nó vô mình thì mình phải nhận định được à cái bé này có cao gấp rồi đó, theo cái thông số mình đã có rồi, so sánh có rồi, sau có 3 lần mình đo rồi, nhưng mình gì để học. Tuy nhiên nếu là cao gấp nặng thì mình phải biết được cái phân định nó là như thế nào. Thì người ta định là cao gấp nặng là gì? Nếu mà em bé có triệu chứng cộng em bé nó có cao huyết áp giai đoạn 2, hoặc là nếu em bé này có khí áp trên 95 phân vị cộng 130, hoặc là nếu mà em bé này lớn 13 tuổi thì khí áp trên 18-12, thì những trường hợp này người ta đặt gọi là cao gấp nặng. Thì chúng ta biết rồi, cái chuyện cao gấp nặng á, cái triệu chứng gây triệu chứng thì nó không những nó căn cứ nó vào cái gì, vào cái mức độ con số cụ thể, mà nó còn căn cứ vào cái tốc độ gia tăng khí áp. À, chính vì hai cái con số này nó gây ra cái triệu chứng mà gây các triệu chứng cho bệnh nhân ha. Và đến bây giờ thì thật sự để phân định mức độ nào thế nào cao gấp nặng, mà gọi là từ cái cao nặng nó phân định của mình đó, là cao gấp cấp cứu và cao gấp khẩn cấp. À, cao cấp cứu thì hai cái tiêu chuẩn cao cấp cứu này và khẩn cấp này á, thì để mà phân định cho rõ ràng á thì không phải nhiều khi không phải dễ. Ví dụ tôi nói một cái trường hợp mà nó vô mình vì lý do nó nhức đầu, nôn ói, nó hơi lơ mơ. Theo định nghĩa mình cũng có thể phân độ nó là cao cấp cứu tại vì có những biểu hiện của bệnh nạp đó. Tuy nhiên cái triệu chứng của nó lơ mơ nhưng mà không có rõ ràng lắm, nó chỉ có nhức đầu nói thôi, thì cái đó mình có phân định nó là cao cấp cứu hay là cao ấp gọi là cao ấp khẩn cấp hay không. Thì chính vì trên lâm sàng có những cái định phân định giữa hai cái đó nó hơi mờ một chút xíu. Tuy nhiên thành thử ra là thì người ta cũng gom chung luôn là cấp nặng luôn để mình tiến hành mình xử lý tùy theo cái diễn tiến tiếp theo của bệnh nhân. À. Rồi à, thì thật sự ra cái AAP thì người ta chỉ tâm định là cao gấp cấp cứu nặng thì gồm có cấp cứu và cao khẩn cấp. À, tích thực ngữ về cái bệnh não tích thực ngữ là cao gấp tăng tốc và cao gấp tính á, thì thật sự lâu rồi, hồi xưa mình người lớn mình có học, nhưng mà rõ ràng đến bây giờ thì đối với con nít thì thường người ta không có nhắc đến. Tuy nhiên ở bài này tôi cũng nói nhắc thêm, thì nếu mà cao gấp cấp tư gọi là tăng tốc hay cao gấp tính, nó có nghĩa là nó cũng một thức cao gấp và là cấp cứu, cao gấp nặng, tuy nhiên có biểu hiện của nó tổn thương ở mắt. Nếu mà mình có hình xuất huyết thì nó là cao gấp tăng tốc, nhưng mà nó có kèm theo phù gai thị thì nó cao gấp ác tính. Nhưng mà nó là tất cả những hình thức là cao huyết áp nặng, cao gấp nặng và nó đi đến tổn thương ở mắt thì người ta xếp vào gấp tăng tốc ác tính. Còn cái bệnh não do gấp một thuật ngữ nữa, bệnh não do gấp là cái bài cái bác sĩ Dung vừa rồi mới trình đó. Đó chính là có thể cao áp cấp cứu có biểu hiện thần kinh thì nó là xếp vô cái nhóm là cao huyết áp cấp cứu. Rồi thật sự ra mình điểm nói là tại sao cao áp mà nó gây ra cái triệu chứng nặng như vậy, thì nếu rất là dễ hiểu về cái trường hợp cao áp nó làm cho suy tim phù phổi tổn thương tim á, rồi nó tổn thương ở mắt mình cũng có thể dễ hiểu, tổn thương ở thận cũng có thể dễ hiểu. Tuy nhiên cái tổn thương mà mình có thể mình hay gặp là tổn thương ở não, thì lý do tại sao cao áp nó như vậy thì trên sơ đồ này người ta vẽ minh họa cho mình thấy là khi mà huyết áp nó còn cao lên thì mạch máu máu nó lên não càng nhiều lên, thì vấn đề để mà nó ngăn chặn cái hiện tượng mà máu lên não nhiều đó, thì cái mạch máu não mình nó có tính chất nó co mạch trở lại nhằm giảm cái lượng máu lên não. Trong trường hợp vượt cái ngưỡng mà cái cơ chế này từ bảo vệ này nó bị tổn thương, không còn cơ chế bảo vệ này nữa, ví dụ sau khi một cái ở trên mình vẽ là huyết áp của mình 120 tới ngưỡng này chẳng hạn, hoặc là thấp hơn ở một số người hoặc là cao hơn một số người khác á, thì cái ngưỡng bị phá vỡ, thì lúc ấy là cái cơ chế co mạch của cái động mạch não nó không còn hoàn chỉnh nữa, thì lúc máu nó rất ào ạt không tăng lên, thì có hiện tượng phù não xảy ra. Thì chính vì vậy cái hiện tượng này nó gây ra hiện tượng cao gọi là bệnh não do cao huyết áp. Thì đây là cái cơ chế mà hiện tại đến bây giờ người ta cũng chấp nhận với cơ chế này, thì để minh chứng đó cái trường hợp cao huyết áp não
của cả trước của mình. Rồi sau khi mà mình đã xác định được là em bé này đã có những cái vấn đề là cao huyết áp ở trong cái ngưỡng mà mình đã nói rồi, thì mình đã đánh giá được cái mức độ tổn thương cao đích là gì. Ở não mình thấy là có những ở bé có những biểu hiện của dấu hiệu thần kinh là nhức đầu, thay đổi tri giác, co giật. Ở trẻ vũ nhi mình thấy thay đổi kích thích, có triệu chứng. Tuy nhiên người ta nói là nếu mà gặp dấu hiệu thần kinh định vị đó thì mình cẩn thận, thật sự ra cao áp thì não đó thì có thể nó gây ra cái triệu chứng cái dấu hiệu định vị, tuy nhiên rất ít. Nếu mà anh chị gặp cái này thì bắt buộc trong đầu mình phải nghĩ nguyên nhân khác, ví dụ như bị xuất huyết não, ví dụ như bị đột quỵ chẳng hạn, hay là u não hay cái gì đó khác nguyên có dấu hiệu định vị, hơn là cái bệnh não cao áp. Thì cái này phải để ý cái này, để cái này nó giúp cho mình trong cái lâm sàng để mình nghĩ có nguyên nhân nó cái gì để mà mình định hướng tới, mình cho chụp CT ngay ha, mình có thể loại bằng lâm sàng gì đó, thì cái này nó cần thiết. Rồi ở mắt thì mình thấy có dấu hiệu xuất huyết phù gai thị ha. Nhiều khi đó bệnh nhân đi vô lý do vì mờ mắt thôi, cao áp mà mờ mắt thôi, còn tất cả dấu hiệu ở não vẫn bình thường, ở thần kinh, ở tim vẫn bình thường, ở thận không có vấn đề gì đặc biệt. Tuy nhiên nếu mà mình soi mắt thì có hiện tượng là cái hiện tượng dấu hiệu phù gai xuất huyết, thì đó là những biểu hiện là mình đã xếp vô cái nhóm là cao áp tăng tốc và cấp ác tính rồi ha. Ở tim thì có suy tim, sốc tim. Trên lâm sàng chúng ta gặp những trường hợp đó, vô là thấy bệnh nhân là sốc tim. Tuy nhiên là mình cứ nghĩ là bệnh nhân là có một cái bệnh tim bẩm sinh hay là bệnh viêm cơ tim gì đó. Nhưng sau khi chúng ta điều trị vận mạch thì huyết áp nó lên thì lúc đó huyết áp co vọt. Thì lúc đó thì mình lúc ấy là thì mình nghĩ cái này là do huyết áp cao nó làm cho bệnh nhân bị chức năng có một cái bệnh bị suy giảm, gây ra sốc tim luôn. Thì sau khi mình truyền cái vận mạch ra thì huyết áp nó bắt đầu nó tăng vọt lên, thì lúc ấy bắt tâm là quay ngược lại, thì lúc ấy mới chẩn đoán ra là cái bệnh này có một cái bệnh lý hẹp động mạch thận, nó gây ra cao áp và nó gây ra là sốc tim luôn ha. Bình thường mình đã gặp rồi. Ở thận thì biểu hiện là tiểu máu, tiểu đạm phù, biết rằng nếu mà cao áp nặng này nó sẽ gây ra tổn thương thận cấp. Và trước khi chúng ta tiến hành điều trị thì bắt buộc chúng ta một cái điều rất quan trọng như nãy mình đã nói rồi, thì mình phải loại những cái bệnh cảnh giống cao huyết áp như vậy mà nó làm cho mình thay đổi cách điều trị, thay vì chúng ta phải dùng thuốc áp liền. Thì nếu mà gặp trường huống này thì chúng ta phải từ từ suy nghĩ và cần đánh giá thêm nữa, và lúc đó nó làm thay đổi cái hướng điều trị chúng ta. Cái hội chứng tăng động sọ với việc chấn thương, u xuất huyết não, nhồi máu, thì những trường hợp này thì cũng có một số trường hợp rất là dễ để mà mình nghĩ tới. Ví dụ như chấn thương thì phải có những cái tổn thương ở đầu, có tiền căn chấn thương. Thì u thì diễn tiến kéo dài, non ố kéo dài thì hôm nay bắt đầu mới có triệu chứng, hoặc là xuất huyết não là triệu chứng xảy ra rất là cấp tính, thì những trường hợp này nó cũng gợi ý lâm sàng, gợi ý chúng ta. Tuy nhiên trong trường hợp mà mình thấy ra rõ ràng là khó quá, không thể lọ được cái nguyên nhân tắc động mạch sọ hay là cao áp do nguyên nhân của gây ra, thì cái hình ảnh, cái CT, cái MRI não là một cái cần thiết để giúp cho mình định hướng chẩn đoán ha và điều trị luôn. Một số bệnh nhân bị tim bẩm sinh, ví dụ như hẹp động mạch động mạch chủ, thì trường hợp này cũng có thể dễ dàng. Nếu mà chúng ta chịu khó đo huyết áp trên và dưới thì bắt mạch chi, mình sẽ thấy cái sự phân biệt giữa mạch chi trên và chi dưới ha. Hoặc trong trường hợp mình ở lâm sàng đó, mình gặp số bệnh nhân đau quá, khi vô đau quá thì mình thấy ví dụ bệnh nhân vì cái đau đầu vô quá, mình thấy là mình có lúc đấy mình không nghĩ do nguyên nhân do cao áp mà hấp trên não, thì mình có thể là mình có thể an thần. Khi an thần cho bệnh nhân này, khi áp nó xuống thì một trong những nguyên nhân có thể đau quá không thể làm tăng khí áp ha, hoặc là nguyên nhân khác ví dụ dùng số dùng thuốc mà có thể làm tăng khí áp nào, thì mình phải hỏi bệnh sử mà từ đó mình loại ra, mình loại trừ một số nguyên nhân và có thể mình can thiệp nguyên nhân chứ không cần thiết phải dùng hạ áp. Rồi các xét nghiệm mà mình dùng khi nếu mà gặp một trường hợp về cao áp thì mình sẽ dùng một xét nghiệm gì? Theo cái AB 2017 thì tiền thường quy thì chắc chắn là có chức năng thận, tiền giải đồ, ví dụ là vi biết tổng phân tích nước tiểu. Đối trường hợp nếu bệnh nhân có hay béo phì, chúng ta phải tầm soát bệnh nhân về bệnh nhân tiểu đường, ví dụ như hemoglobin A1C, tầm soát về men gan, về bắt buộc siêu âm thận là một cái giống như một cái systemic luôn. Đối với trường hợp mà nếu mà đã cao huyết áp rồi, ở trẻ con rồi thì cứ dưới là 6 tuổi thì người ta là theo AB là systemic là siêu âm thận luôn. Và bên cạnh đó cần phải siêu âm tim để đánh giá cái mức độ tổn thương ở tim hay không. Vấn đề tiếp theo nữa, sau khi chúng ta đã điều trị rồi đó thì chúng ta phải tìm cái nguyên nhân cao huyết áp là gì, từ đó mà mình mới có định hướng mình xử trí tiếp. Nếu mà chỉ cần dùng cái thuốc hạ huyết áp không thì chưa đủ, bắt buộc mình phải, nếu mà nguyên nhân mình phải giải quyết nguyên nhân, thì chuyện những nguyên nhân ví dụ như về chẩn đoán hình ảnh, về những người về hẹp động mạch thận thì chúng ta phải siêu âm và
hoặc là CTA hoặc là MRA hoặc là DCA. Chúng ta biết rồi, có một số trường hợp đó là chúng ta siêu âm thì bình thường, ngay cả chụp CT cũng bình thường, tuy nhiên cuối cùng mình chụp DCA thì bệnh nhân này có hẹp động mạch thận. Chút xíu mình sẽ bàn luận sau ở trong phần mà chẩn đoán phân biệt. Về xử trí thì chắc chắn một trường hợp mà sau khi chúng ta đã kiểm tra là bệnh nhân đã cao huyết áp rồi, cao huyết áp nặng rồi và phân độ nó là cao huyết áp cấp cứu hay cao huyết áp khẩn cấp ha, thì chắc chắn bệnh nhân sẽ được đến làm mang đến cái phần là nếu mà khoa thì chắc qua ICU, còn nếu mà gặp bệnh khoa mình thì chắc chắn là cái phòng cấp cứu là bệnh nhân là nơi bệnh nhân cần phải nằm. Ở đây bệnh nhân chắc chắn sau khi đã ổn định đi theo cái ABC rồi, chắc chắn có đường truyền và được thiết lập hai đường truyền là tốt nhất. Và nếu mà được thì mình lập đo luôn huyết áp xâm lấn luôn. Tuy nhiên người ta nhắc mình, khuyến cáo mình là không phải vì cái áp xâm lấn là mình cứ cố mình làm hoài mà mình quên đi mình điều trị hạ áp ngay dùm nhân, thì lúc ấy mình có thể dùng huyết áp bằng tay mình thể, hoặc là huyết áp tự động đó mình phải đo cho bệnh nhân lập đi lập lại trong 2-3 phút để mình canh chỉnh điều thuốc cho nó hợp lý. Đây là cái lưu đồ. Đối với trường hợp mà cao huyết áp nặng thì chắc chắn là mình coi xem thử bệnh nhân có cái hiệu mà nặng, có đe dọa tính mạng bệnh nhân hay không và có triệu chứng đó, thì chắc chắn mình đưa vô đó là cao huyết áp cấp cứu. Còn ngược lại có triệu chứng nhẹ hoặc như nhức đầu ví dụ như hay đau ngói nhẹ thôi thì mình đưa vào cao huyết áp khẩn cấp, từ đó mình định hướng đến ra là cái theo cái lưu đồ nào mình phải tiếp cận bệnh nhân thêm. Đây là một, không biết ốc quá xa đây mấy anh chị nhìn không ạ, hơi xa chút, thì cái bệnh nhân này cũng được mình cho ra nó khá dễ thực hiện. Tuy nhiên có một cái chỗ là gì, tại vì do là mình có một số thuốc mình không có đáp ứng được đúng mức độ này, thì xuống sẽ nói là mình nếu không có cái thuốc như vậy thì mình có thể thay thuốc khác được không. Và về mặt thực tế ở đến bệnh viện Đồng Một thì hầu như mình đã làm theo cái phác đồ, theo cái thuốc mà mình chỉ có thuốc đó mà cũng đã hiệu quả, hầu như là hiệu quả hết chứ không phải theo cái phác đồ người ta hướng dẫn ha. Thì chắc chắn hồi nãy mình nói nào đứng phải là xác định cao áp cấp cứu hay không. Thứ hai nữa là mình coi được cái nguyên nhân, mình phải tìm nguyên nhân gì để là có khả năng làm thay đổi quyết định của mình hay không. Nếu mà đã sau khi đã xác định rồi, cái nguyên nhân đã xác định không có nguyên nhân rồi thì mình sẽ phân độ nó là chắc chắn là mình sẽ cho nó nhập cái khoa ICU hoặc là phòng cấp cứu. Sau đó mình sẽ lập đường truyền và bắt đầu mình phải tìm những nguyên nhân mà có thể điều trị được không. Nếu ví dụ do đau thì mình dùng an thần, hoặc là do cái trường hợp do bệnh phế tán đốt đầu sọ thì chút mình sẽ chữa theo cái đầu sọ. Còn lại khi mình loại nguyên nhân rồi thì mình sẽ đi theo cái hướng là cao áp cấp cứu đó, thì mình sẽ dùng cái thuốc mà gọi là thuốc hạ áp bằng đường tĩnh mạch. Thì ở đây trên cái khuyến cáo người ta thì người ta cho cái levetiracetam, sau đó thì quý anh đi cạnh binh có thể dùng một trong hai, nhưng mà ở trẻ nhu nhi thì ưu tiên với đi cạnh binh không. Tuy nhiên ở mình thì hầu như là chỉ có đi cạnh binh không có levetiracetam, cho nên thì mình dùng đi cạnh binh thì trước giờ mình sẽ dùng rất hiệu quả, rất an toàn và hạ áp tương đối rất là ngoạn mục đối trường hợp mà cao áp cấp cứu. Thì cái này không phải phát đồ, nếu trong trường hợp mà nó thất bại với đi cạnh binh sau 30 phút thì chúng ta có thể lặp lại thì tăng liều hoặc là phối hợp với levetiracetam hoặc là phối hợp với nitroglycerin. Hiện tại thì mình cũng có nitroglycerin nhưng mà rất là dùng trong trường hợp hạn hữu thôi, có những quy định cần thiết thì mới xài. Thường thường nó nằm ở chỗ khoa phẫu thuật tim, khoa hồi sức của tim thì có dùng nitroglycerin này, nhưng mà cái liều cái dùng cái hàng này lúc có lúc không, tự mình có thể phối hợp trường hợp. Thì mục đích của mình đó là hạ áp đường quá nhanh, người ta thấy nếu mà chẳng tham để hạ áp hơn mà quá nhanh. Chẳng tạo huyết áp mình để đó mình theo dõi còn nhiều hơn mình hạ, mình cố tình hạ nhanh quá, mình nói nhanh quá thì nó sẽ làm cho cái lượng máu nó trên não nó tụt, làm cho cái thiếu máu não, thiếu máu cái mạch vành, rồi có thể nhồi máu cơ tim, hoặc là mình thấy là làm cho cái suy thận, hoặc là làm cho cái tổn thương quan khác. Chính vì vậy và người ta yêu cầu mình hạ khoảng 25% trong 8 giờ đầu và cái phần còn lại thì hạ trong vòng khoảng 24-48 tiếng tiếp sau. Và trước đây giờ chúng ta thấy mỗi lần hồi trước mình chưa có cái nicotin truyền đó, thường mình hay xài mấy trường hợp mà hạ áp mà cấp cứu đó, mình hay bệnh nhân mà nhức đầu này hay dùng cái nicotin ngậm đó, Adalat ngậm đó. Tuy nhiên bây giờ thì người ta lại không có khuyến cáo được, khuyến cáo dùng cái này, tại vì cái này cái hạ áp mình không kiểm soát được và hạ áp nó rất là đột ngột và mình không có tiên lượng được. Thực ra thì đến bây giờ thì người ta không có khuyến cáo như là một trong những phương pháp cái thuốc mà dùng để hạ áp cấp cứu nữa.
Đối với trường hợp mà hạ áp và khẩn cấp á, thì cũng trên phác đồ này thì mình cũng đi theo đúng y sơ đồ của mà hạ huyết áp cấp cứu. Tuy nhiên á, thì trong trường hợp nếu mình nghĩ là mình cấp tính, ví dụ như viêm cầu thận cấp tính, thì mình có thể mình dùng cái thuốc hạ huyết áp bằng đường tĩnh mạch. Đối trường hợp mà mình thấy cái trường hợp mà cao áp quá cao, tuy nhiên bệnh nhân á, thì vẫn còn tỉnh táo và nghĩ cái ca này là một trường hợp là nó cao áp mãn tính lâu rồi đó, thì thường thường mình có thể dùng cái thuốc bằng đường uống. Rồi cái thuốc hạ áp đường tĩnh mạch thì trên này có người ta rất là nhiều, là metolol, nitazoxin, rồi esbolon, rồi cái nitroprusid. Thì hiện tại ở mình chỉ có nitazoxin và cái nitroprusid mà thôi. Và tôi nhấn mạnh lại thì mỗi cái nitazoxin thì chúng ta cũng là khá tốt đối với trường hợp ở trong bệnh viện, những ca mà ở đây chúng ta là hạ nitazoxin thì hầu như đã bước hết. Rồi những cái thuốc về hạ đường huyết bình đường uống trong trường hợp hạ áp và khẩn cấp đó, thì theo cái AAP 2017 đó, thì hầu như chúng ta không có cái thuốc nào mà có thể thỏa mãn để mà dùng hạ và đường hết cả. Ví dụ như là ở đây là có minoxidil hay là cái clonidin, hầu như mình cũng có. Tuy nhiên theo khuyến cáo của cái ESC 2016 đó, thì nó người ta cho thêm mình đó là có cái nivedipine. Nivedipine này có cái loại mà nivedipine loại mà đồ uống á, tác dụng ngay á, chứ không phải nivedipine mà loại mà tác dụng kéo dài. Hoặc là người ta cũng cho luôn cái captopril luôn. Tại biết rồi, captopril bằng đường uống luôn, thì biết là thời phát của captopril đường uống là tới 10-20 phút. Chính vậy một số trường hợp chắc anh Phương anh rành ở cấp cứu, anh Phương có một số trường hợp ca vô mà cao áp dữ quá, thì anh Phương nói là cho ngậm viên captopril dưới lưỡi hoặc là uống. Thì thật sự ra cũng có đọc thêm cái này, thì người ta đã so sánh giữa captopril ngậm dưới lưỡi và captopril uống, thì người ta thấy là sau khoảng 30 phút thì thấy tác dụng của hai cái thì captopril dưới lưỡi có vẻ như nó nhỉnh hơn một xíu, tuy nhiên sau một tiếng đồng hồ thì cái tác dụng hạ áp của hai cái như nhau. Chính vì vậy thì người ta nói là giữa cái ngậm dưới lưỡi với lại cái uống captopril thì hầu như nhau hết. Đối với ESC 2016 thì người ta lại khuyến cáo dùng, tuy nhiên là cái AAP thì họ không dùng, không hiểu lý do tại sao. Có lẽ liên quan đến một số trường hợp ở đây biết thấy captopril nó tránh nó chống định đối với trường hợp mà bị hẹp động mạch thận, hẹp động mạch thận hai bên á. Mà đối với trường hợp ở trẻ thì thấy là nguyên nhân hẹp động mạch thận là một trong những khá phổ biến. Chính vì điều này là người ta cân nhắc chăng, thì cái này tôi cũng không rõ. Tuy nhiên là nếu mà như vậy thì cũng có thể cân nhắc trường hợp, và cho dù trường hợp nó có hẹp động mạch thận mình dùng cái liều mà ngắn hạn, tác dụng ngắn hạn thì cũng là tốt, chứ không đến nỗi gì mà mình phải chống định rất hoàn toàn. Rồi thì cái phân biệt cao áp tiên pháp thì phát có nghĩa là sau khi chúng ta đã quá trình là chuẩn bị hết trò điều trị rồi, thì chắc chắn chúng ta phải quay trở lại là cái ca này đó, cao áp cứu rồi đó, cao áp nặng rồi đó, thì cái này đó là nó phải cao áp là thứ phát hay tiên phát hay là thứ phát. Thì chúng ta biết là hầu như cao áp ở người ấy mà nó gây ra cái gấp nặng này đều có nguyên nhân cả, rất ít. Còn những ngoại trừ những trẻ lớn á, những trẻ lớn thì chúng ta thấy, xin lỗi cái này tôi nói qua phần sau rồi, thì đến phần lập sau phân biệt cao áp tiên phát và thứ phát đó, thì chúng ta thấy là những cái những dấu hiệu sau đây. Nếu chúng ta thấy nếu mà chỉ cao áp tâm trương không đó, thì mình thấy nếu tâm trương hoặc là cao áp bị ban đêm đó, thì chúng ta thấy nghĩ đến cao áp là thứ phát. Còn nếu mà trên trẻ bé phì hoặc là trên một gia đình mà có cái tiền cao áp thì mình đã thấy là khả năng cháu nó bị cái cao áp về tiên phát ha. Rồi hoặc là mình thấy ngoài cái dấu hiệu trên mình thấy có dấu hiệu khác, chẳng hạn như bệnh nhân mình có những dấu hiệu về cái liên quan đến về thần kinh vô cảm, ví dụ như là nhức đầu hay là đổ mồ hôi nhiều và tỉnh nhanh đó, thì mình nghĩ nguyên nhân vô các catecholamine. Cái này là mình cũng đọc lâm sàng mình cũng hay gặp ha. Rồi về cái nguyên nhân của cao huyết áp á, thì chúng ta thấy á, thì nó sẽ tùy theo cái nguyên nhân, tùy theo lứa tuổi, thì ta thấy là hầu như hoặc bạn là thấy là cái bệnh thận chiếm tới 68% là về nội tiết thì 91%, về mạch máu thận khoảng 10%, có nghĩa là hầu như là cái nguyên nhân mà cao áp gọi là thứ phát á, thì là rơi vào về bệnh của thận chiếm gần tới 89%. Thì là vấn đề là cái phải bệnh cao áp là có phải chuyên khoa thận hay là chuyên khoa về tim mạch. Thì thật sự nếu mà anh chị cứ đọc những bài về cao áp của những tuyên bố mà người ta viết á, thì cái ông mà viết bài cao áp đa phần ông là đang là chuyên khoa thận thôi, có nghĩa là chuyên gia thận chứ không phải là ông chuyên khoa tim mạch. Thì cái này cái hơi ngược ở Việt Nam. Thì biết sao cái bài này thì ban giám đốc có suy nghĩ gì chuyện với cả bệnh nhân nào thì cao áp của mình khoa thận hay không thì không biết, mà rõ ràng đó là những chuyên gia họ biết thận, họ là những ông đó chứ không phải là ông về tim mạch.
Trên lâm sàng thì thật sự ra trong hợp cao huyết áp và do hẹp động mạch thận á, thì chúng tôi gặp khá nhiều, tại vì ngồi những nguyên nhân là cao huyết áp mà do bệnh lý bị thận á, thì thật sự là bác sĩ nói vậy thôi, với bác sĩ Quang cũng đã ôm hết rồi. Tuy nhiên là trường hợp mà chúng tôi mà tìm ra những nguyên nhân á, cao huyết áp về mạch máu thận đó, thì chúng tôi đã nhận và điều trị hết những ca vừa rồi, thì mình cũng trị. Nhưng mà có một cái điều mà chúng tôi là khó khăn lắm là làm sao là phân biệt nữa hai bệnh cảnh mà nó giống giống nhau ở trên lâm sàng đều có hẹp động mạch thận hết, mà cái gây ra cao áp hết, đó là bệnh Takayasu và bệnh loạn sản sợi cơ, hay gọi là FMD. Hai này tương đối rất là khó ha. Thì tôi làm cơ bản là để so sánh một bên là Takayasu, bên là FMD. Thì nếu mà mình thấy có triệu chứng viêm toàn thân á, có phản viêm á, thì mình nghĩ nó là cái Takayasu, hoặc là mình thấy có dài thành động mạch chủ, tổn thương mạch chủ phù hợp thì cũng nghĩ là FMD. Và cái hình ảnh mà mình đi siêu âm á, mình thấy dài lên hoặc là thêm cái MRI mình thấy nó có dài cái thành động mạch thì mình cũng nghĩ đó là một cái trường hợp Takayasu ha. Hoặc là mình cái sang thương mà hẹp động mạch thận nếu nó gần nó ngay chỗ vị trí xuất phát của cái gần cái động mạch chủ đó, nếu mà sương thương đó đéo quá thương đó thì mình vẫn nghĩ đó là cái Takayasu nhiều hơn. Ngồi ngược lại cái sang thương mà nó nằm xa, ví dụ như động mạch thận nó nằm ở đoạn giữa chẳng hạn như vậy, thì hoặc là mình thấy trên cái chụp hình chụp cái mạch máu mình thấy trên ảnh hồng tràn hạt á, nếu có nhiều trạng thì mình nghĩ nó sẽ dễ đi. Tuy nhiên đây là một cái phân định, nhiều khi cũng có một trường hợp đó, nó là borderline, trường hợp nó giữa hai cái này nó cực kỳ khó. Tại biết cái Takayasu chắc chắn nó có việc phản viêm, thì bên cạnh cái phản là mình điều trị bằng hạ áp mà rồi điều trị bằng can thiệp mình phải dùng thuốc kháng viêm. Còn đối với là cái đi thì mình lại không dùng kháng viêm. Thậm chí trong Takayasu khi mà mình thấy bệnh nhân đang viêm thì bắt buộc mình phải dùng chấn viêm để chờ cho phản viêm nó ổn định rồi mình mới can thiệp. Nếu can thiệp quá thì cái thiệp được bóc tách rất dễ xảy ra, tại vì cái thành động mạch đang viêm rất dễ bị bóc tách khi mà mình can thiệp. Chính vì vậy mà trên lâm sàng đối trường hợp mà gặp hai trường này chúng ta phải cẩn thận để làm thế nào để phân biệt hai cái, nhiều khi cũng là nhức đầu. Rồi tóm lại thì cao huyết áp là nếu mà nó có cái triệu chứng cộng hết ở giai đoạn 2, hoặc là nó có huyết áp cao trên 30, 30 cộng cho 95 á, hoặc là nếu mà trên 13 tuổi thì huyết áp trên 18 đến 120 mới thủy ngân. Chúng ta có phân biệt được là cao huyết áp có cấp cứu và khẩn cấp. Cấp cứu là nó có triệu chứng, có triệu chứng, còn nếu mà khẩn cấp thì thường thường nó sẽ không có triệu chứng ha. Rồi trường hợp tất cả đều theo dõi và điều trị tại ICU hay phòng cấp cứu, thì thuốc dùng cho đa số trường hợp là thuốc truyền tĩnh mạch. Ở đây đa phần mình người ta khuyến cáo mình có nhiều thuốc, tuy nhiên với Nicardipine tôi thấy cũng là hầu như thỏa mãn đáp ứng được tất cả những trường hợp mà lâu nay mình đã nhiều đồng hồ tôi thấy cũng thành công, không cần thiết phải xài tới Dibetalone, cũng không cần phải dùng Metoclopramide ha. Và dĩ nhiên là khi mình hạ mình nhớ hạ là từ từ, theo khuyến cáo là 25% vòng 9 tiếng. Cái cao rồi mình không biết vì sao mình hạ cái liều hơi cao, mình cho liều thứ hai, khuyến cáo thì cho liều từ 0.5 cho đến 4, mình cho liều 2 trung thì nó hạ áp nó hơi quá nhanh. Thì gặp từ 100-210 trong vòng chưa tới 6 tiếng mà nó hạ xuống baseline 120 rồi, trong 4 tiếng hồi mà mình biết rồi 25% trong số đó thôi, nhưng mà hạ nó hơi nhanh thì một số trường hợp nó sẽ gây ra cái tai biến khi mà dùng quá nhanh như vậy ha. Rồi chúng ta biết chắc chắn là cao áp mà nặng hầu như là đều có nguyên nhân hết, thì cố gắng tìm nguyên nhân, mà nguyên nhân ở thận là nguyên nhân hàng đầu, tìm mọi cách nguồn gốc để tìm cho ra, chứ không đừng nói là cao áp tiến phát cho bệnh nhân về mà một bệnh nhân vô là nó có những cái hệ lụy sau khi mình bỏ và sót về biến chứng tùm lum rồi về cái thận, ví dụ hay là một thận mà chúng ta mà quên ví dụ như khi mà thận chúng ta siêu âm rồi, ở đây tôi kể một trường hợp siêu âm rồi là bệnh bình thường rồi, CT cũng thấy bình thường, tuy nhiên khi mình chụp XA thì nó lại cũng là thận, đặc biệt có thể FD, có thể ở xa đó cái hình ảnh siêu âm mình không thấy được, cũng như là CT A mình cũng nhìn ra được chỉ có XA thôi. Chính vì vậy trong cái DA trong trường hợp cao áp giai đoạn 2 thì bắt buộc mình đã nghi ngờ giai đoạn 2 rồi mà mình làm tất cả một chuyện âm tính thì thôi cho nó chụp DCA luôn để lo hết cái động mạch thận cho yên tâm. Rồi sau nếu âm tính thì mình cứ nghĩ là nguyên nhân khác hoặc là có thể mình theo dõi thêm. Rồi, bài trình bày này là hết.